rồi nha, chấm miếng nữa. Hết. Nóng rồi. Đã quay lại kênh vlog của mình nha. Thì bữa nay mình có mua mấy món cháo mọi người, làm cái món này lại nha mọi người. Đây mình mua bịch 10 bịch cháo với vài trứng vịt nha, đặng mình làm món cháo chim chiên nước chiên nha. Để cháo mình đổi với thao này nha. Món này mình cũng mới học được thôi mà không biết làm nó ngon không, không biết nữa. Mình lấy miếng mì lại nha. Ôi sẽ cho đập phần vịt vô cái thau này nha mọi người. Bây giờ mình bóp nghiêng vô đây xong rồi mình sẽ đập phần vịt vô. Chứ nào cũng thấy bự không vậy. Mình đã nhồi nó nặng niu rồi đánh nó về nó thành cục gì nè mọi người ơi. Đó. Đó, có trứng một vịt vô cái nó vàng ghê. Đổi hành rồi vô mọi người. Có vô ăn vô nó không dính nha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên mình sẽ chiên nó nha mọi người. Chảo mình nóng rồi, đổ dầu vô nha. Này chiên này hơi tốn dầu nha. Thấy có ngon không người ơi? Món mình mới làm đầu tiên luôn nha. Thơm quá, thơm quá. Chìm văng nha anh gái. Làm thử thôi. Thử. Trời nhảy ra luôn trời. Chính gì ta? Chính này nè. Trở lại, chín rồi đó. Thì lòng nó văng đó. Chưa chín nữa. Đây ngồi đi. Đây là chín rồi nè. Lấy mọi người ơi. Đây. Có vô gì á? Sao mà chưa hết nó bụng rồi ta? Rồi. Hello mọi người. Bây giờ cái món cháo mình chiên chín nha mọi người. Nãy giờ đây mình chiên nãy giờ nha. Mình không quay hết clip được nha. Đây. Còn ở đây là chén tương ớt. Mình ăn kèm tương ớt nó ngon hơn nha.
Đây là mới rau sống mà mình mà lục trong tủ còn sót đây nha mọi người. Mấy ngày nay mình quay clip nha, mình không đi mua nha, mọi người coi thông cảm nha. Để bỏ nó uổng nha mọi người. Đây là có cải ăn mới ngon nha mọi người. Giờ còn mấy cọng cải à. Rồi xin mời mọi người ăn luôn nha. Bỏ ra vô. Rồi để đi. Mọi người nha, chấm miếng nữa. Đây, xịt lên luôn. Ai ăn cay thì ăn cay, còn ăn cay xịt ít thôi. Mọi người nha, chấm miếng nữa. Cũng ăn gì đi. Quên cho đi leo vô. Ăn sao? Nó mới lần đầu tiên mọi người mày nó ngon quá. Người ơi vô ngon không, ta ăn dữ rồi ngon rất ngon thiệt luôn. Có hồi sống thì là ngon. Biết làm đâu, thấy làm ngon quá làm thử à, quay nha, quay clip. Cải đất này ăn không bằng cải cải xanh mình, cải xanh mình ngon mà hết. Được dễ đâu. Mấy mọi người coi video của mình. Thấy có mấy mình chạy quá cháu mà bóp với hột vịt đó mọi người, với một đêm của nó thôi chứ không có gì trong đây chứ, có hành nữa thôi. Mà chiên rất là ngon nha mọi người, thật sự là rất là ngon luôn nha, ăn nó ngon mà gan cách còn hơn cá chả nữa. Biết là có cua sống nữa nha, cua sống nữa là ăn cải bơ xanh á. Ở này mình không làm nước mắm nha, mình ăn với tương ớt. Tương ớt nó ngon hơn. Rồi không nói nhiều nữa mọi người, video mình dài rồi, xin kết thúc video ở đây. Mọi người thấy có video có hay hôm nay cho một like và đăng ký. Cho một like và đăng ký mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người. Quá cay. Bye bye.